Thưa quý vị, hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Sở Công Thương kiểm tra tình hình hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An. Thủ tướng làm việc cùng các tập đoàn kinh tế tư nhân. Tin thế giới, cập nhật COVID-19, số ca tử vong tăng cao kỷ lục, châu Âu báo động đỏ. Chiều nay ngày 12 tháng 3, phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu toàn ngành nông nghiệp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực trong mọi hoàn cảnh. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh chủ trì hội nghị. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, năm 2020, ngành nông nghiệp cả nước tiếp tục đối mặt cùng lúc với nhiều khó khăn thách thức, trước hết là dịch tả heo châu Phi, kế đến là tình hình hạn hán xâm nhập mặn và là dịch COVID-19. Thực tế này đã đặt ra nhiệm vụ cấp bách và nặng nề cho ngành nông nghiệp, đó là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung cấp đủ lượng lương thực trong mọi hoàn cảnh, khống chế dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi và dịch cúm gia cầm, hạn chế việc đầu cơ tăng giá, đồng thời đảm bảo mục tiêu xuất khẩu nông thủy sản. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương và toàn ngành nông nghiệp tập trung các giải pháp cụ thể như tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng trên cơ sở tăng tỷ trọng nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả, đẩy nhanh tiến độ và quy mô khôi phục đàn heo, khuyến khích mở rộng quy mô đàn gia súc ăn cỏ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản các đối tượng chủ lực như tôm nước lợ, cá tra và các đối tượng có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản đi đôi với việc thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản. Chiều nay, ngày 12 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An ông Lê Minh Đức cùng đoàn công tác có buổi làm việc với một số doanh nghiệp phân phối và bán lẻ trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình cung ứng hàng hóa ổn định thị trường. Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, đoàn đến làm việc với siêu thị của ấp mắt Tân An, công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Long An, công ty lương thực Long An. Qua báo cáo, các đơn vị chủ động tuân thủ khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, như theo dõi sức khỏe nhân viên, đeo khẩu trang, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, đồng thời đề ra các phương án đảm bảo nguồn hàng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong đó, chú trọng các mặt hàng thiết yếu có khả năng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều như gạo, mì ăn liền, khẩu trang y tế, chất tẩy rửa. Ngoài việc đánh giá cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp và khả năng cung ứng hàng hóa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh ông Lê Minh Đức đề nghị các doanh nghiệp phân phối và bán lẻ trên địa bàn tỉnh phát huy hình thức thương mại điện tử, giao hàng tận nhà, đồng thời tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, dự trữ nguồn hàng, nguyên vật liệu tại chỗ, thực hiện giải pháp ổn định thị trường, cung ứng hàng hóa kịp thời, không gián đoạn để người dân yên tâm tiêu dùng trong mùa dịch. Với sự chỉ đạo của chính phủ và cũng của tỉnh, mà cụ thể Sở Công Thương tỉnh Long An sẽ đi làm việc với tất cả những công ty thương mại, công ty mà lớn của tỉnh để làm công tác để đảm bảo cái nguồn hàng từ lương thực thực phẩm cũng như tất cả các sản phẩm mà nhu cầu hàng ngày của để phục vụ cho người dân. Thì trong mỗi cái tình huống thì đến giai đoạn này tất cả những công ty đã chuẩn bị hàng, cái lượng hàng có thể gần gấp đôi ngày thường và đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng khi bất cứ một cái tình huống. Cho nên việc mà mua để trữ hàng thì không nên, mà hãy từ từ tất cả các cái công ty siêu thị cũng như công ty thương mại, cái hệ thống phân phối đều đảm bảo để phục vụ cho cái người dân trong thời gian dù có tình huống xấu nhất cũng có đảm bảo. Với những giải pháp được ngành chức năng đưa ra, hy vọng người dân chỉ cần mua hàng đủ dùng mà không cần tích trữ để gây xáo trộn, đồng thời tích cực thực hiện những khuyến cáo của ngành y tế để chung tay phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đến dự hội nghị giao ban quý 1 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 8 quyện trong cụm thi đua số 1 gồm Thủ Thừa, Đức Huệ, Thạnh Quá, Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, Mộc Quá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.
Nhìn chung trong quý 1 năm 2020, nhờ được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh được 357 cuộc với gần 20.000 lượt người dự. Và qua đó, cử tri đã đóng góp 836 lượt ý kiến. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các ngành đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp vật chất và ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông nông thôn như nâng cấp và sửa chữa dặm giá bê tông quá 13,2 km đường trị giá hơn 7,37 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 14 cây cầu trị giá 4,91 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân còn đóng góp hiến đất, góp tiền, ngày công và vật dụng để làm các công trình với giá trị hơn 4,1 tỷ đồng, vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 94 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 5,48 tỷ đồng. Tại hội nghị, các huyện cũng đã lần lượt giới thiệu một hoặc nhiều mô hình cụ thể do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động và thực hiện, trong đó nêu rõ cơ chế thực hiện và hiệu quả đạt được so với khi chưa có mô hình. Đối với huyện Tân Hưng, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đang tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hiệu quả mô hình tổ hợp tác phun thuốc. Mô hình được triển khai thực hiện ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đến nay đã nhân rộng được 9 tổ hợp tác phun thuốc với 72 thành viên, trong đó chọn xã Vĩnh Bửu làm điểm. Tổ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi vấn đề đều được đưa ra bàn bạc dân chủ công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số. Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, đầu tư kinh phí 29 tỷ đồng để xây dựng lại cơ sở vật chất cho đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, nhằm đảm bảo nơi ăn chốn ở, làm việc cho cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng, thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công trình xây dựng cơ sở vật chất cho đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây được tiến hành khởi công xây dựng bắt đầu từ tháng 8 năm 2019. Công trình được thiết kế gồm các hạng mục như hội trường, nhà ăn, nhà ở dành cho chiến sĩ, nhà ở dành cho chỉ huy. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tân An Đại Thịnh làm đơn vị thi công và dưới sự giám sát của đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Hiện khối lượng công trình đã được thi công là khoảng 35% và đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm nay. Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bến Lức tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Năm 2020, huyện Bến Lức đã bàn giao 130 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân đúng thời gian, đảm bảo số lượng, chất lượng. Buổi lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tạo được khí thế sôi nổi của ngày hội tổng quân. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sau 2 tuần trở lại trường, Long An quyết định cho học sinh trung học phổ thông được nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, ngày 12 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã điều chỉnh cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa virus COVID-19 lây lan. Theo đó, tất cả học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục tạm nghỉ học thêm 2 tuần, từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 3. Riêng học sinh trung học phổ thông, sinh viên cao đẳng, đại học và học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạm nghỉ học 1 tuần, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên, học viên, đồng thời thực hiện nội dung ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Y tế tiếp tục phối hợp với nhà trường đảm bảo tốt vệ sinh phòng dịch, tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học và ký túc xá theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định kéo dài thời gian nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, học viên, đồng thời chủ động trong công tác phòng ngừa khả năng xâm nhập ca bệnh và lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 được các cấp các ngành địa phương xem là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó, cách ly được xem là phương pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu chống dịch, Chính phủ đã chú trọng thực hiện nghiêm công tác phát hiện sớm, cách ly và giải quyết triệt để ổ dịch.
Bước sang giai đoạn mới với dự báo phức tạp, khó khăn, cuộc chiến chống dịch COVID-19 được ví như chống giặc sẽ không thể đạt hiệu quả nếu không có sự ủng hộ, đồng lòng hợp tác của người dân. Không chỉ bảo vệ bản thân, việc thực hiện nghiêm công tác cách ly còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi người dân cần hiểu rõ và thực hiện nghiêm công tác cách ly. Bởi với mức độ lây lan theo cấp số nhân, nếu một người không nhận thức và thực hiện tốt việc cách ly, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. Theo quy định Bộ Y tế có hướng dẫn, thì có 3 cái trường hợp mà chúng ta phải cần cách ly. Cái trường hợp thứ nhất là trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Thì nghi ngờ mắc bệnh gồm có những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là những người mà có cái dấu hiệu lâm sàng như là sốt, ho, khó thở hoặc là có cái biểu hiện viêm phổi trên cái chụp X quang. Cộng với lại trong vòng 14 ngày mà những cái trường hợp này á đi từ vùng dịch về. Thứ hai, những trường hợp này có thể là tiếp xúc gần dưới 2 mét với cái người mà đã mắc bệnh mà xác định là bị mắc bệnh cái COVID-19. Thì những trường hợp này á là chúng ta cách ly tại bệnh viện. Cái trường hợp thứ hai là những trường hợp mà phải cách ly tập trung tại những cái khu cách ly tập trung của tỉnh. Như những trường hợp như thứ nhất á, là những người đi trong vòng 14 ngày mà những người đi từ vùng dịch về và không có triệu chứng như ho, sốt, khó thở thì những đối tượng này là được đưa vào cái khu cách ly tập trung. Khi mà các bác sĩ theo dõi sức khỏe mỗi ngày sáng chiều để mà nếu mà có phát hiện cái dấu hiệu lâm sàng như ho, sốt, khó thở thì chúng ta lấy mẫu để mà xét nghiệm. Còn nếu mà không có những dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì cứ theo dõi sức khỏe mỗi ngày 14 ngày rồi bắt đầu là hết cái thời gian cách ly thì sẽ được về nhà làm việc. Còn cái trường hợp cách ly thứ ba là trường hợp cách ly tại nhà cũng như là tại nơi cư trú. Thì những trường hợp này á là không có triệu chứng lâm sàng thì những cái người này, những đối tượng này là chúng ta phải cho những cái người này cách ly tại nhà của họ, tại nơi cư trú của họ và theo sự giám sát của chính quyền địa phương và y tế địa phương. Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, rất cần sự chung tay, đồng lòng của người dân. Người bị nghi nhiễm bệnh cần tự có ý thức cách ly nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình, cho cộng đồng. Ngoài ra, người dân cũng cần hiểu đúng về việc cách ly, không nên kỳ thị, xa lánh người được cách ly, mà cần chung tay, làm theo khuyến cáo của ngành y tế để đẩy lùi dịch bệnh. Trong khi hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu gặp khó vì dịch bệnh COVID-19, thì xuất khẩu gạo lại bất ngờ tăng mạnh. Kéo theo đó, giá thu mua lúa gạo trong nước cũng tăng lên từng ngày. Hoạt động thu mua diễn ra sôi nổi, thương lái tìm tới tận ruộng đặt cọc. Do ảnh hưởng hạn mặn nên 0,6 hecta lúa của anh Nguyễn Văn Quân, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa không chỉ thất thoát năng suất 30% mà chất lượng lúa cũng sụt giảm đáng kể. Mọi năm với những ruộng lúa như thế này, có năn nỉ thương lái cũng không mua, nhưng năm nay câu chuyện lại hoàn toàn khác. Thương lái không chỉ chủ động tìm đến tận ruộng đặt cọc sớm mà còn thu mua với giá cao 6.800 đồng một ký cho giống lúa RVT. Mỗi khi thì nó lại, nó còn thả lúa như vậy là nó chê, nó không có mua. Có lắm lúc nhiều người ta bán đổ bán tháo đại, nó chê là lúa xấu hoặc là cháy lá hay này nọ là nó chê. Nhưng mà năm nay là tự nó lại nó mua luôn với mình là trước thời gian như này còn khoảng 10 ngày nữa mới phóng. Bị cháy lá vậy nó vẫn mua. Nó mua bỏ cọc với mình luôn. Tính cho đến thời điểm này, diễn biến thị trường lúa gạo hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà các doanh nghiệp dự đoán mỗi khi vào vụ đông xuân. Thông thường khi thu hoạch rộ lúa đông xuân, giá lúa trên thị trường thường xuống rất thấp. Vì lúc đó, lượng lúa hàng hóa trên thị trường rất dồi dào. Còn bây giờ, không có đủ lúa gạo để cho doanh nghiệp mua. Mỗi năm thì vô vụ thì nó sụt, nhưng mà năm nay vô vụ nó không sụt, nó càng lên. Lúc trước thì nó mua khoảng 6.000, 6.300, nhưng mà bây giờ có lẽ 6.700, 6.800. Nhưng mà nó chạy đi mua nhiều lắm, tại vì nó thiếu cái nguồn lúa để cung cấp cho cái thị trường á. So với thời điểm cuối tháng 2 thì tất cả các giống lúa đều tăng từ 300 đến 400 ngàn đồng một ký. Còn so với cùng kỳ thì giá lúa tăng mạnh từ 500 đến 1 ngàn đồng một ký. Càng vào vụ thu hoạch rộ gần đây, giá lúa càng tăng. Nhiều nông dân lỡ nhận cọc của thương lái trước đó vài ngày, nay hay tin giá lúa tăng cao đều tỏ ra nuối tiếc.
Giờ giá cả hiện nay thì nghe người ta nói là đang lên, nhưng mà tôi thì bỏ cọc, lái nó bỏ cọc 6/4 đến 4/6. Cách nay 5 bữa, ngày 1 thu hoạch, đặt cọc 6/4, nhưng mà hiện nay lúa lên là nó 6/8 đồng/ký, trên lệch 400 đồng/ký. Cũng thấy tiếc, nhưng mà thường thường thì đặt cọc thì lên xuống mình phải chịu thôi. Nhận cọc nay được 1 tuần rồi, 6/4, nay nó tăng lên vậy. Thì mình thấy mình cũng tiếc vậy, mà mình lấy tiền cọc rồi thôi, chứ bình thường hãy nhận cọc giá xuống thấp thì lái nó cũng kêu mình bớt vậy chút đỉnh vậy đó. Nếu mình nhận thấp rồi mà lúa lên thì thương lái nó cũng đâu có lại lên cho mình. Sau một thời gian trầm lắng, hoạt động xuất khẩu gạo sôi nổi thời gian gần đây đã giúp giá thu mua lúa tươi tại ruộng lập đỉnh, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Với giá cả phấn khởi như hiện nay, thu nhập của người dân trong vụ lúa này sẽ tốt hơn và lượng lúa hàng hóa cho nông dân chắc chắn sẽ được tiêu thụ hết. Sáng nay ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, hàng không, lương thực, thực phẩm, công nghiệp. Cuộc họp nhằm quy động nguồn lực của thành phần kinh tế tư nhân tham gia hiến kế sáng tạo, chủ động và đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu. Tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố COVID-19 là đại dịch. Việt Nam có 800.000 doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh cá thể, thì lúc này các doanh nghiệp tập đoàn là các pháo đài cùng cán bộ công nhân lao động trong phòng chống dịch. Bày tỏ vui mừng khi trong khó khăn, một số tập đoàn có sự chuyển hướng, bước đi phù hợp, vẫn phát triển tốt. Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, các tập đoàn doanh nghiệp tư nhân đã tham gia có hiệu quả vào việc đảm bảo hàng hóa nhu yếu phẩm lương thực cho nhân dân, không để thiếu hàng tăng giá, cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19, không để có người tử vong. Cho biết, một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang có xu hướng phục hồi sản xuất rất nhanh. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn doanh nghiệp cần biến nguy cơ thành thời cơ với tinh thần khát vọng phát triển mạnh mẽ sau đại dịch. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP, hết tháng 1, xuất khẩu cá tra sang hầu hết các thị trường đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Mỹ lại vượt Trung Quốc, Hồng Kông trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam với giá trị đạt 18,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 17,8% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Theo dự báo của VASEP, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ có thể tăng trong thời gian tới, dù COVID-19 đang ảnh hưởng tới hoạt động giao thương thủy sản. Cơ quan này nhìn nhận, đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu trong bối cảnh tiêu thụ thủy sản, trong đó có cá tra, đang tăng rất mạnh tại Mỹ. Đầu tháng 2 năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, đã được Nghị viện châu Âu EC phê chuẩn, mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Liên minh châu Âu, khi mức thuế của cá tra sẽ về 0% trong 3 năm tới. Tình hình xuất khẩu cá tra có những tín hiệu tốt, nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo người nuôi chủ động giảm sản lượng để sản lượng cá tra năm 2020 ở mức 1,2 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với năm 2019.